Hân hoan chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Myrama TV. Trong kỳ này xin giới thiệu về diễn viên Lý Tử Tường và những bộ phim hay nhất đáng xem trong năm vừa qua. Cô hiện đang là diễn viên và ca sĩ, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1995 tại tỉnh Hồ Nam, là một vũ công tuyệt vời, tham gia đầu đất 101 Trung Quốc và là thực tập sinh tại Hàn Quốc. Lý Tử Tường tham gia một phim ngắn năm 2019, đến nay là lần đầu tiên nhận một vai chính với sự kỳ vọng khá cao từ các nhà làm phim chương trình Lầu Đất 101. Năm 2021, Lý Tử Tường ra mắt bộ phim có tên là Thánh Năng Đại Đường, với độ dài 27 tập mang thể loại cổ trang lịch sử, ẩm thực siêu nhiên, ngôn tình hài hước. Đóng cặp cùng với Lưu Nhuận Nam trong câu chuyện tình cảm khôi hài thông qua một cô gái ham ăn bị xuyên không về thời nhà Đường và từ đó trở thành vị đầu bếp nổi danh tình đám tại Kinh Thành. Bộ phim mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ, bắt đầu từ định kiến về dáng vẻ đầy đặn của những người ham ăn dẫn tới việc xuyên không và bắt đầu câu chuyện ngôn tình về vị nữ đầu bếp tài năng mẫm sinh. Trong năm 2021, Lý Tử Tường sẽ còn gặp lại khán giả qua bộ phim Thần Sử Đại Nhân Của Tôi có độ dài 24 tập mang thể loại cổ trang lịch sử, ngôn tình lãng mạn, thần thoại giả tưởng. Đóng cặp với Trịnh Tĩnh Khả trong câu chuyện tình yêu của một chàng trai trải qua những nỗi thăng trầm đã gặp phải người con gái trong mộng bước ra an ủi, dỗ về làm nên câu chuyện tình lãng mạn. Bộ phim hứa hẹn sẽ lấy đi biết bao giọt nước mắt về một câu chuyện cổ trang quyền bí, chứa đựng nhiều yếu tố thần tiên quỷ mị, thông qua mối tình hết sức mãnh liệt, rung động lòng người. Trong năm 2021 vừa qua, Lý Tử Tường đã còn ra mắt bộ phim điện ảnh có tên là Sunny Sister, được công chiếu vào tháng 6 năm nay, mang thể loại tâm lý xã hội, thanh xuân lãng mạn, hài hước. Cùng tham gia còn có các diễn viên khác là Tăng Lê, Trương Hâm Nghệ, Chu Khiết Quỳnh trong câu chuyện về những người phụ nữ đã qua lứa tuổi 40 chờ gặp lại và hội tưởng kỷ niệm thời đi học trong trường. Bộ phim chiếu gặp này thu hút được lượng lớn người xem với những đánh giá tích cực vì đã phản ánh lối sống sinh hoạt xã hội chân thật và cảm xúc thông qua diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên tài năng. Hy vọng mọi người yêu mến và ủng hộ những bộ phim đặc sắc của nữ diễn viên Lý Tử Tường. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại vào các kỳ tới và xin chào tạm biệt.